quá nhiều nha, gọi là quá cứng luôn. Cái này chỉ lấy ra được một phần thôi, thường trên dưới khoảng 50-60% thôi, nhưng mà lấy ngực này chắc chắn một điều là lấy xong để 6 tháng sau mới làm lại, không có làm liền được nha. Tại vì cái ngực này tiêm silicone đầy hết luôn rồi, nguyên một cái bầu ngực nó cứ nhắc luôn, mà lấy 50% hoặc 60% là nhiều, không bao giờ lấy hết. Thậm chí có nhiều người lấy 1-2 lần nữa. Chứ cái này là lấy xong mà đặt liền là không bao giờ là đặt liền, dám làm liền hết. Và bà nói luôn là cái silicone mà nó nằm ở trong ngực á, giả sử lấy nó còn ít thôi, thì cái silicone đó nó có thể nó bị viêm lên bất cứ lúc nào, mặc dù là lấy được nhiều hết rồi đó. Đặt túi vô thì cái ổ của silicone đó nó có thể nó viêm bất cứ thời gian nào, nó muốn viêm giờ nào nó viêm thôi. Và khi nó viêm là có thể là mình sẽ gạch trên da mình luôn, lấy ra, lấy cái ổ viêm đó ra. Cái ổ viêm nó có thể nó lan vô trong cái khoang ngực của mình, và cũng có thể lấy túi ra. Tại vì silicone nó nằm trong cơ thể mình giống như là một quả bom nổ chậm vậy đó. Nó đang yên, đang lành, nhưng mà mình đụng nó vô thì nó có khả năng nó bị biến đổi, nó gây viêm. Bây giờ là chỉ có lấy ra chứ không có đặt túi liền được, mà lấy được một phần thôi chứ không có lấy hết. Những cái trường hợp nào mà ví dụ như cái silicone nó nằm sát da quá, lấy nó có thể nó bị lủng ra da. Rồi những cái nào nó nằm ở gần những cơ quan quan trọng, thần kinh mạch máu lớn, cũng không lấy được. Và nó len lỏi trong cái mô của mình á, cũng không lấy. Nó gom là một cục bự thì mình có thể lấy được một phần nào đó, cố gắng lấy được nhiều nhất thôi, chứ không có bao giờ lấy hết được. Chắc chắn một điều đó, không bao giờ lấy hết silicone được. Lấy xong để đó 3 tháng, 6 tháng, thậm chí có nhiều người để lâu hơn nữa mới dám đặt vô. Và đặt vô nó cũng không bao giờ nó mềm mại như người kia hết, nó cũng phải cứng cứng đấy. Của mình quá nhiều nha, silicone là nhiều lắm luôn. Nguyên một cái cục mình thấy nhiều đó là toàn là silicone không, nó cứ ngắt nguyên một bầu ngực luôn. Nếu mà lấy thì sao? Lấy thì từng nào là...